Tuyển dụng lao động qua đào tạo, nhất là lao động có tay nghề cao là xu hướng tất yếu của các nhà tuyển dụng, các đơn vị sản xuất kinh doanh. Đáp ứng nhu cầu này, ngày càng có nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông lựa chọn học nghề. Ghi nhận tại trường Cao đẳng Lào Cai, một trong những địa chỉ đào tạo nghề quy mô và uy tín nhất tại tỉnh. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, em Trần Mạnh Dũng quyết định chọn học nghề công nghệ ô tô tại trường Cao đẳng Lào Cai. Đến nay, sau gần một năm theo học, Dũng khá yên tâm với lựa chọn của mình. Các thầy cô rất là nhiệt tình và giảng bài rất là chi tiết cho các em. Em cũng được anh chị tư vấn cho em về rất nhiều công việc trong tương lai về ô tô ạ. Cơ hội rất là dễ phát triển. Tốt nghiệp khoa công nghệ ô tô và cơ khí tại trường Cao đẳng Lào Cai năm 2019. Sau 6 năm ra trường, anh Nguyễn Đức Hải hiện đã là chủ của một gara ô tô khá đông khách. Tạo việc làm cho 7 lao động với mức thu nhập 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Đi học nghề thì ok rồi. Nó giúp cho mình là rút ngắn được cái thời gian học tập. Vì trong cái cùng một thời gian đó mình có thể vừa học tập vừa rèn luyện được cái kỹ năng cũng như là bản thân của mình và nâng cao được cái trình độ của mình. Đấy, thì bây giờ thì mình cũng tạo ra cho nên được một cái ước mơ của mình rồi. Nó cũng rất là tốt. Mùa tuyển sinh năm 2023, trường Cao đẳng Lào Cai tuyển được trên 2.200 học sinh, sinh viên ở hai hệ cao đẳng và trung cấp, đạt trên 130% chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả này có sự thay đổi về nhận thức học nghề của xã hội, cũng như nỗ lực của nhà trường trong hoạt động tư vấn tuyển sinh, mở các ngành nghề phù hợp với nhu cầu việc làm của xã hội. Nó đáp ứng cơ bản các cái ngành nghề mà phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của địa phương và cả vùng. Chính vậy nhà trường cũng đã được đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất và đội ngũ. Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện để phục vụ đào tạo của nhà trường được đầu tư bài bản, khang trang, hiện đại, đồng bộ. Theo kế hoạch năm 2024, Lào Cai đào tạo bồi dưỡng nghề cho 12.000 người. Toàn tỉnh hiện có 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm trường Cao đẳng Lào Cai, trường trung cấp nghề, 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trung tâm có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng ngành nghề, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo là những điều kiện lý tưởng để khuyến khích học sinh, người lao động lựa chọn học nghề.